Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast sử dụng Black Space -back để niêm yết tại Mỹ khi không tìm được người mua cổ phiếu. Ngày 23 tháng 8, báo Đất Việt có bài Financial Times hãy cẩn thận với vụ Spark kỳ quái. Theo đó, nhật báo tài chính của Anh Financial Times đã cảnh báo về cổ phiếu VinFast trên sàn chứng khoán Mỹ và cho rằng đây là một lối niêm yết qua cửa hậu vào một cái vỏ đã niêm yết sẵn và giá cổ phiếu chỉ là một con số trên màn hình chứ không phải là sự đánh giá của thị trường về giá trị của công ty hình ảnh bài trên báo đất việt đất việt cho biết các công ty mua lại có mục đích đặc biệt sbac không còn được ưa chuộng được quảng cáo là một cách hấp dẫn để niêm yết trên thị trường chứng khoán các công ty sát trắng này thường sát nhập với các công ty dưới chuẩn với mức định giá cắt cổ các nhà đầu tư bây giờ đã chán kiểu giao dịch này, báo Đất Việt phân tích. Sự kết hợp kinh doanh giữa VinFast với Blackspace về hình thức là một dispatch hợp nhất với SBAC. Các công ty luật hàng đầu đã soạn thảo hồ sơ lên SEC và tất cả biện pháp bảo vệ về mặt thủ tục, bao gồm phiếu bầu của cổ đông và quyền mua lại, đều được tôn trọng một cách nghiêm ngặt nhưng về bản chất, Thỏa thuận này giống như một vụ sát nhập ngược kiểu cũ. Một mặt Blackspace Spark huy động được 169 triệu đô la khi làm IPO, chỉ còn lại 13,6 triệu đô la sau khi trả lại cho cổ đông. Đó là một món hồi môn tí xíu nực cười cho cuộc hôn nhân trị giá 23 tỷ USD. Mặt khác, VinFast thả nổi dưới 1%, khối lượng giao dịch thấp và đang giảm. Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán phải cung cấp khả năng phát hiện giá và tính thanh khoản. Cổ phiếu VinFast thì không có những cái này. Đất Việt cho rằng việc niêm yết của VinFast có nguy cơ lặp lại cái gọi là giao dịch Egypt, nổi tiếng vào năm 2013 khi ngân hàng Ally Iris Bank được quốc hữu hóa trong thời gian ngắn, đạt mức vốn hóa thị trường 99 tỷ USD, khiến nó trở thành cổ phiếu ngân hàng có giá trị nhất châu Âu. Egypt là một từ đồng nghĩa của idiot, nghĩa là người ngu. Egypt Trade là mua những cổ phiếu mà không biết giá trị thật vì số cổ phiếu lưu hành quá ít. Đất Việt nhận xét điều đáng lo ngại ở đây là các nhà đầu tư nhỏ có thể mua cổ phiếu VinFast vì tưởng lầm rằng giá của cổ phiếu phản ánh, phản đoán chung của thị trường. Trên thực tế, hầu như không có thị trường nào xác thực được việc định giá. Hình ảnh nhân viên VinFast ăn mừng khoảnh khắc cổ phiếu VFS của VinFast niêm yết trên sàn Nasdaq. Sau khi đệ trình lên SEC, VinFast đã rút đơn IPO và do đó chưa bao giờ trở thành khẩu vị của nhà đầu tư. Đồng thời, gần như toàn bộ cổ đông của SPAC đã lấy lại tiền mặt thay vì nhận cổ phiếu của VinFast. Vào tháng 6, VinFast đã cố gắng huy động 250 triệu USD thông qua PIPE, đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công. Đây là một tính năng phổ biến trong d -SPAC. Nhưng VinFast đã từ bỏ ý tưởng này. Đất Việt dẫn hồ sơ cho hay VinFast và FlexPay đã định giá vốn cổ phần 23 tỷ USD bằng cách lấy bội số giá trên doanh thu dự báo năm 2023 của nhà sản xuất xe điện Lucid Group giảm 18% để phản ánh chiết khấu phát hành mới và áp dụng vào con số doanh thu kiếm được từ ưu đãi quản lý của VinFast cho năm 2023 mà như chúng ta đã được thông báo rõ ràng là không nhằm mục đích dự đoán hay dự báo. Điều đó nghe có vẻ không giống như kết quả M&A hợp nhất và mua được đàm phán gây gắt càng không phải là một phán quyết của thị trường dù sao đất việt bình luận không có ý kiến về sự công bằng của định giá từ một số cố vấn tài chính bên thứ ba mặc dù điều này đã trở thành yêu cầu thực tế đối với dsbac thực chất vinfast sử dụng blackspace để niêm yết khi không tìm được người mua cổ phiếu của mình không có lý do để nghi ngờ rằng có điều nào không hay nhưng vụ hợp nhất kinh doanh này hầu như không mang lại lợi nhuận nào không phát hiện được giá cổ phiếu và không có tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp ranh giới giữa legit hợp pháp và egit ngày càng mỏng hơn quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin vinfast sử dụng blackspace spark để niêm yết tại mỹ khi không tìm được người mua cổ phiếu những kẻ háo danh còn tệ hơn những kẻ tham nhũng Ngày 21 tháng 8, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang có bài Tệ hơn tham nhũng. Theo nhà báo, sĩ vã những kẻ chi chát tiền bạc khi họ đã bị công tay là rất dễ. Họ chưa chắc đã xấu hơn những kẻ háo danh, coi chống dịch như một cơ hội đánh bóng cho mình bộ cánh. Hình ảnh status trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang. Nhà báo nhận xét, đi cùng với những tuyên bố vừa ngạo mạn vừa thiếu hiểu biết về Covid-19 sau khi thắng một trận giả là những chính sách vừa phản lại các nguyên tắc chống dịch 5K vừa thiếu cơ sở pháp lý và đạo lý như chúng ta thấy những quyết sách ấy đã vỡ trận ngay lập tức khi dịch thật tràn vào vụ Việt Á đã không chỉ giật tung mặt nạ một tiêu kép không có chuyện tự lực sản xuất kit test tự lực vaccine không những không có những cái cột điện nào chạy sang tránh dịch ở Việt Nam mà còn nhiều người trong nước và người Việt tha hương còn trở thành nạn nhân của những chủ trương chống dịch. Nhà báo bình luận, chúng ta chưa biết những người lãnh đạo Bộ Y tế có chia chác trong chủ trương xét nghiệm đại trà hay không. Nhưng chúng ta biết các tổ chức chống dịch ấy không chỉ vi phạm những quyền căn bản của người dân mà còn làm tăng thêm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo nhà báo, các quyết sách thiếu hiểu biết không chỉ tạo ra các khủng hoảng nhân đạo, khiến hàng vạn người dân phải tự gồng gánh đưa vợ con thoát khỏi các đô thị mà còn có người phải đi bộ hàng ngàn km, còn làm phát sinh ra những đám đông dễ gây dịch ở các chốt kiểm soát, ở các văn phòng cung cấp các loại giấy phép ra đường. Đặc biệt là chủ trương đưa những người bị coi là F1 đi cách ly cưỡng bức tập trung hàng ngàn hàng chục ngàn con người vào những cơ sở tạm bợ, thiếu thốn điều kiện vệ sinh, điều kiện tự chăm sóc, không chỉ tạo ra những ổ lây lan dịch mới mà còn để lại những chấn thương tinh thần cho những F1 may mắn không bị lây dịch bệnh. Nhà báo đặt vấn đề, ai xứng đáng được sống an toàn nhờ sự hy sinh của những người bị coi là F1 này? Hình ảnh cựu Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, người đã đưa ra những chính sách chống dịch sai lầm, gây thảm họa nhân đạo. Về vụ chuyến bay giải cứu, nhà báo tiếp tục đặt vấn đề tại sao không có một quốc gia nào trên thế giới giữa tâm dịch ban hành nên những chính sách cản trở công dân tha hương của mình trở về. Chỉ có chuyến bay VN06 của Vietnam Airlines chở 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về nội bài hôm 29 tháng 7 năm 2020 là có yếu tố giải cứu hàng trăm nghìn công dân Việt Nam khác đang học tập sinh sống ở nước ngoài đã bị rơi vào một thảm họa nhân đạo không thể trở về nhà, không chỉ bởi vì dịch bệnh mà còn bởi các chính sách chống dịch của chính đất nước mình. Nhà báo cho rằng không phải ở thời điểm ấy mạng xã hội không lên tiếng, thay vì càng những lúc hiểm nguy càng cần những tư duy độc lập càng cần những tiếng nói phản biện thì báo chí vẫn theo truyền thống càng tích cực xưng tụng trong các dàn đồng ca nhà báo nhận định một mô hình chống dịch đúng chỉ có thể dựa trên sự hiểu biết chứ không thể dựa trên sự ngạo mạn thực tế cho thấy càng không có học hỏi kinh nghiệm quốc tế được who đúc rút càng cố gắng để trở nên duy nhất thảm họa cho người dân càng trở nên khác thường nhất từ tháng 9 năm 2020, các hãng dược lớn đã thông báo cho các quốc gia là sắp có vaccine. Nhưng sau đó Việt Nam vẫn không có kế hoạch gì. Phải đến tháng 6 năm 2021 khi Campuchia đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới thì Việt Nam mới thành lập ban chỉ đạo tiêm vaccine toàn quốc. Vẫn theo nhà báo, bảo vệ người dân trong nước và bảo hộ công dân ở nước ngoài là bổn phận của mọi chính phủ, không có chính sách nào là đúng kể cả trong tình trạng khẩn cấp mà đẩy dân vào tình thế khó khăn hơn bất chấp những quyền căn bản bất chấp phẩm giá những kẻ rắp tâm chia chác từ chính sách khi đất nước đang ở trong thảm họa và người dân đang ở trong hoạn nạn thì chỉ có thể ban hành những chính sách rất gần với tội ác nhưng những kẻ háo danh lấy việc thực hiện bổn phận để đánh bóng tên tuổi cũng không hơn gì bọn chia chác. Có những cuộc trình diễn chỉ sử dụng cờ đèn kèn trống, có những cuộc trình diễn là sát người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Những kẻ háo danh còn tệ hơn những kẻ tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê